giờ bài này thì thầy sẽ chỉ cho em cái cách điện hát, của bài này, nhiều cách xử lý nó. Ví dụ mình về la thứ, câu lóc nó như thế nào, về mi bảy câu lóc như thế nào, và điệp khúc có nhiều cái tầng ha, xử lý bài này để mình tập cho nó từ đơn giản tới nâng cao ha. Vô đầu là con đường xưa làm thì phô đô nè ha, nếu đánh bằng tay thì đánh bằng tay đó, các bạn học rồi đúng không? Con đường xưa ấy vàng mái tầm, như vậy là từ la thứ mình xuống rồi thứ nào, đó là ta 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 ta, cái này học rồi đúng không? Này là thứ này bum la la bum tum chát la chát đô bi đơn tấm thế này quen lắm, vô lên vô một nữa đô bi đơn rồi đưa xuống cái thứ luôn à, bài này hai bạn có đường xưa em đi vàng lên giữ ta thứ chứ, giữ ta thứ cũng làm chi con đường xưa em đi vàng lên mái đô hả lên đô thì được tóc thời là mình xuống lên thì mình chạy có bát, em hiểu không? Làm lại lần nữa là nhìn đây con đường xưa em vàng lên mái tầm là tầm 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 chát là chát đô bi là nhiều cách để xuống lên, nhưng mà mình tập bỏ một hai nốt bass đơn giản thôi cho mình dở trước ha. Bùng đã ra chắc là chắc tu biến đơn là lại đây con đường xưa em đi vàng lên giữ là thứ chứ này, giữ là thứ chứ một cái giữ đơn bùng đã này như này như thế này bùng đã ra chắc là chắc tu biến, có nghĩa là hai nốt bass tu đi bí thôi và xuống rơi là cái mục đích cái đang đến. Tô biên trên 1, 2, 3 nha. Bùm đã ra chắc là chắc tô biên trên. Cái đưa tay anh dẫn tiếng mình chắc là chắc tô biên trên. Nhớ chưa? Thử giáp bài vô. Con đường xưa em đi hoàng lên nữa chưa? Cái này rồi. Giờ hát luôn. Đúng rồi, hát to mạnh mẽ lên. Khi làm gì mà nhảy. Con trai mạnh mẽ, dàn dĩ lên, học đàn phải dàn dĩ lên, trở tinh lên. 2, 1. Con đường xưa em đi mà lên mái tóc đẹp. Rồi, đi rồi. Có hồn dân tan tơi. Có thể là chỗ này là la thứ phần đôi trượt tùy mình đánh tập bỏ và tập đậm được hết cái phần cái này không có cần quan trọng, quan trọng là mình xử lý nó, ví dụ la thứ cũng được đôi trượt để lên mái tóc ngõ hồn dân tan chơi thứ lên la thứ mình được thời ngõ hồn dân tan thời xuống lên thứ này tóc thời xuống lên thứ này thời ngõ hồn dân tái chơi đúng rồi, hiểu chưa? Mình lên la thứ bình thường rồi sao nữa, chỗ này nghỉ, chỗ này nghỉ thì em muốn lót câu lót không hay là khỏi lót quá ngõ hồn dân tái chơi là thứ này à, là thứ này chơi mi đề đồ đời mi xót mi được chưa à, ngõ hồn dân tái chơi mi đề đồ đời mi xót mi rồi từ đầu đó nha. Con đường xưa em đi hát lên vàng lên mái đi đời ngõ hồn đó khi đồ đời bị xót đi cũng được, cái nào được hết miễn sao giờ nó bị cho thầy đúng gì cũng được. Đào lại nha. Con đường xưa em đi
đề thứ. Tiếp tục, đây là thứ này. Là thứ điểm chứ. Là điểm đấy. Anh là thờ vương quy, cánh qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Ghi 17 nha. Rồi 17 sao? Lúc này 17 em muốn lót hay là muốn chàng? Có nghĩa là 17 này mình có hai nhiều cách chọn lựa. Một là đi câu, lót câu, tiếp tục. Hay là tu thi, dạng tách xê lên. Thì muốn làm cách nào? Thì phải chỉ hai nhiều cách cho em ha. Để em chạy muốn cách nào thì em nha. Hay là sao? Em muốn chàng? Em muốn một cách hay là muốn nhiều cách? Lót câu ha. Đấy, làm lại từ đầu đó đi. Con đường xưa em đi, đó là 17 đúng không? Đó là gì? Thì đồ đời, xì đồ đời mi pha mi. Mà đánh móc đơn thì thường thôi. Đừng có đừng chạy nhanh. Xì đồ đời mi pha mi. Nói xuống 17. Đời mi pha mi. Bấm vô 17 đã xuống. Đúng rồi. Thôi nè. Xì đồ đời mi pha đi đời mi nè. Xì đồ đời mi pha mi đời mi. Thì đồ đời mi, pháp mi đời mi. Đó. Muốn đánh nhanh thì mình dùng móc đôi. Tăng năng tăng, tăng, tăng năng tăng, tăng ha. Mi, pháp mi đời mi. Đó. À, móc đôi sẽ khó hơn. Cái tay nhanh lên. Còn như đánh bình thường thì đánh chậm chậm thì mình dùng móc đơn thôi. Thì đồ đời mi, pháp mi. Đó, chỗ này chưa? Muốn sử dụng móc đơn thì nắm móc đơn thì làm những câu bình thường thôi, móc đơn chậm hơn nha. Đời đại xì đồ đời mi pha mi. Còn muốn đánh móc đôi nhanh lên thì xì đồ đời mi pha mi đời mi. Mi mi. Rồi làm lại từ đầu đó. Vô. Con xưa em đi. Thứ đầu.
có biết đây chưa? Học đây chưa? À, kêu hoa hồng rồi, chỉ luôn đó là nó làm tắt cái gì nữa nè. À, thấy chưa? Họ làm nó là hút ôm vô luôn, ôm vô sáng ngay luôn. Học đây chưa? Rồi đúng không? À, cái nào cũng đó. Rồi, muốn dùng con lót đây hay là muốn dùng con lót bên đây? Ở trên ha, trên dở phải không? Hay là đây? Ở các bạn nữa ha. À, đã là chậm đời chậm đồn đi là rồi tới đây chứ mình biết một là mình sẽ quán à, em ơi là chậm đời đời chậm đời chậm đồn đi là bô đô bình thường thì em muốn cách nào? Hai cách bô bình thường phải không? Bô bình thường trước thầy chỉ cho nè. Khi pháo vô rồi là đãi nè, chấm rơi chấm đô si là rồi là đãi đánh bằng tay đánh này là rơi chấm đô si là tùm 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 chấm em ơi được chưa? Đánh lại coi chấm rơi chấm đô si là em ơi vô đây đánh lên đường hai bạn đánh lại rồi em ơi nhà áo phong sương bình nước hy hoàng hiểu chưa? Rồi cách nhất mình nắm về, còn nếu mà em chơi được rồi bây giờ mình sẽ quạt lên cho hay, mình chơi cái đó xong mình quạt lên cho hay nè. Chắc rơi chắc tôi gì là chắc 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 là 2 3 4 ơi là chắc chắc là chắc 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 là chắc 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 em ơi là chắc 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 là chắc 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 là ngắt nè.
còn nghe. Ngã tay vô. Mình nhấn vô rồi ngã tay xuống xíu để mình không còn âm thanh nó còn nhiều nữa. Đó rồi tập về tập đây nha. Rồi sao mình đánh cái đó nè, đánh nó hay nè. Ok chưa? Ok rồi, nhảy.